Công nghệ năng lượng và bảo vệ môi trường là hai chủ đề nổi bật trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Với tầm nhìn và sứ mệnh cam kết tạo ra một tương lai bền vững tại hội nghị COP26, chắc chắn không thể bỏ qua xu hướng chuyển đổi năng lượng và môi trường. Chương trình diễn đàn công nghệ năng lượng và môi trường 2023 vừa được tổ chức tại Hà Nội với mục tiêu khuyến nghị về nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ công nghệ năng lượng và môi trường, tạo môi trường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và thúc đẩy trao đổi giữa chính phủ và doanh nghiệp về các chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Chương trình này tập trung và thảo luận về những khía cạnh quan trọng để tạo ra sự nhất quán và định hướng cho chính sách và hành động trong tương lai. Cùng với sự quan tâm và tham gia của hàng trăm tổ chức, cá nhân và hơn 100 bài viết đăng ký trình bày thảo luận, chương trình đã trở thành cơ hội quan trọng để chia sẻ kiến thức, trao đổi ý kiến và thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và xây dựng một tương lai bền vững.